ngồi ban công thì đã lắm cả nhà, siêu đã lắm, nó rộng rãi, có view biển nè cả nhà. Nói giờ này người ta còn tắm quá trời nè. Bữa nay sống quá trời sống ha. Thì Hường thấy có nhiều chị hỏi cái căn phòng này Hường thuê bao nhiêu với cả nhà. Thì Hường thuê hôm bữa là 840.000 một đêm nha. Nhưng mà giá thay đổi cho cả nhà, giá thay đổi chứ nó không có cố định một giá nha. Ví dụ tùy thời điểm nữa. Giống như hôm nay có chị hỏi Huyền á, xong rồi chị lên chị coi thấy cái giá nó cao á, thì nó không phải là giá như vậy suốt mùa. Ví dụ như có những cái mùa khác nó rẻ hơn, nhưng mà cái hôm bữa là Huyền mướn là cũng thấy giá cũng rẻ đó cả nhà, nhưng mà hôm nay là giá là đã cao hơn rồi. Đó, thì có nhiều chị hỏi quá thì Huyền hồi nãy là Huyền cũng có quay ở dưới cho các chị xem ha, tại cũng có nhiều người kỳ lắm cả nhà. Huyền cũng muốn giới thiệu những cái chỗ ở cho các chị biết đó, nhưng mà có nhiều người vô duyên lắm, đi vô nói làm như ở đây chưa ai từng đi khách sạn như tụi mày, và tụi mày cứ giới thiệu hoài. Đó, rồi tiện ích xung quanh đó là ở dưới hồ bơi, nhưng mà tụi Huyền thì không có thích hồ bơi, tụi Huyền thích tắm biển thôi. Thích tắm biển ha. Đó. Với lại nó cũng tùy cái view nữa, tùy cái view nó mắc hay rẻ nữa, nhưng mà bây giờ á tụi Huyền lên coi là giá nó cũng đã cao hơn rồi. Hôm bữa thì tụi Huyền định ở 5 ngày tụi Huyền về thôi. Đó, xong rồi tụi Huyền định mướn thêm 2 ngày nữa, nhưng mà ở đây full phòng hết rồi cả nhà. Full phòng hết rồi, cho nên là ngày mai tụi Huyền sẽ dời đến một cái chỗ khác tụi Huyền ở ha, thì nó không có bằng ở đây đâu. Cho nên là có những cái chị nói là tụi Huyền khen ở đây là do cái khu này, khu VIP ở Nha Trang rồi cả nhà. Giống như là mấy cái tòa này nó quá xịn, nó đối với cái khu này nè. Từ cái hôm mà Huyền lên đó chứ ở thấy thích rồi, qua hôm sau á là Huyền với anh Hùng muốn đặt cái căn này thêm 2 ngày nữa thì nó full hết rồi. Hôm nay cũng có gia đình bạn anh Hùng ra đây đó nè, thuê đó trên lầu á. Trên lầu này luôn, anh giới thiệu á. Anh Hùng anh giới thiệu á, bạn của ảnh ra thuê đâu căn trên lầu, chắc cũng thuê có phòng ngủ á. Tại gia đình của bạn anh Hùng nó cũng đông á. Đó, còn bây giờ thì tụi Huyền đi ăn, kiếm ăn cái gì quá. Mắt của Huyền thì nó cũng còn xuống xuống hoài cả nhà, nó chưa có đỡ đâu. Ăn gì để uống thêm lần thuốc nữa ha. Yeah, mặt đen thui rồi nè. Mặt không ghê chưa? Mới uống lo thôi xỉn. Đi ha, mình đi ăn đi. Con mặt toilet nè. Hôm nay mình mượn cái kiến này của anh Hùng đi ban đêm cả nhà. Mắt mình bây giờ nó khó chịu quá. Điên hồ là nó sốn vậy đó. Cả nhà mà đi chơi với tụi Huyền á thì hơi chán nha. Alex thì cái bụng ớn, còn mắt Huyền thì lúc nào nó cũng bị đỏ sưng á. Đi chơi với gia đình nhỏ hơi chán nha, cứ than con á thì than cái bụng, má thì than con mắt. Ba ba sao? Ba ba thì không than, ba ba khoái quá rồi. Nhưng mà khó chịu thì cả nhà, mắt Huyền khó chịu lắm. Cho nên mấy cái hôm trước anh Hùng rủ Huyền đi bơi á, Huyền làm biếm đi lắm. Đi ra đó gió đó, rồi bắt đầu bụi cát nó bay lên, nó xuống. Anh thiệt là anh bị ớn cái bụng lắm á. Nhưng mà lấy cái nói hết rồi, nhét ba ba thôi rồi trời. Bây giờ tụi Huyền đi ăn đây. Kiếm cái gì ăn đó bụng quá à. Là... Sướng lắm cả nhà. Đi ra đây là có kính để cho mình ngắm trước khi mình ra phố à. Ha. Không tình cảm gì chứ. Đợi sinh sỏ thôi mà. Đợi sinh sỏ thôi mà cả nhà. Nhà hàng gì đó. Ôi nhà hàng gì đó. Dạ thích thì vô thôi. Xe đó. Dạ. Tôi thấy thì tôi Huyền thấy cái nhà hàng này cũng đẹp quá nè. Lũi vô đại coi menu. Đẹp quá em. Thấy nhà hàng rất là đẹp nha cả nhà. Mới nhìn vô thấy bát Thái gì nè. Dạ, thích. Có cá nữa nè. Muốn đi vòng vòng, mình ăn xong mình chạy vòng vòng con. Có cà ri nữa nè.
có pizza nữa Alex. Ôi. Có pizza nữa con. Trời ơi. Okay, gửi xe. Ok, gửi đi. Bán đây mình cũng thấy được. Này. Dạ. Có pizza rồi nữa. Cái này là ơi Nha Trang. Bên đây mình ngồi chỗ nào trống trống mình quay phim không? Ôi cái đèn dầu dễ cưng quá vậy. Dạ nó nóng. Vừa đang chơi giò ha Alex. Quán này đẹp mát luôn nè cả nhà. Hàn Quốc cũng đông luôn. Quán này có tên là Ôi Nha Trang. Ôi. Cái quán này không gian rất là rộng thoáng mát. Cái quán này có địa chỉ 11 Yoshin nha cả nhà. Con muốn ăn pizza hải sản không? À, có ăn spaghetti hả? Dạ. Mì bò bằm hả? Ăn mì bằm. Có không? Ok, coi đi. Lâu quá nè, bây giờ mình đặt hết rồi nhưng mà còn Alex còn chọn món lâu quá. Cái đó nữa ha. Bia Sài Gòn nha cả nhà. Cuốn trời ơi. Ô lạ quá hả? Hả? Cua giùm em đi. Nay dây. Thôi thôi nó đổ. À lấy cua được không? Để cho nó cua thử coi. Tài lấy yếu xìu à. Để ba đi con. Con. Đi phải uống bia với anh Hùng rồi chứ. Để anh Hùng anh uống mình nên anh buồn á cả nhà. Bia này nó hơi là lạ hả? Món này của Alex nè cô chú. Alex mày về đây ăn đũa ngầu vậy ta? À, món này hình như có giá 100 mấy quên mất tiêu rồi, 160-170 gì đó cả nhà. Nhà hàng này đẹp, giá cũng hơi cao chút nhưng mà ngồi thoáng mát sạch sẽ. Thịt heo á con, đây con chấm này không? Hả? Được, để mẹ thử một miếng nha. Mình thử một miếng đi. Anh ăn thử miếng không? Mềm lắm. Dạ. Chấm hả anh? Ngon. Lấy cái hàng này con. Thịt heo. Để lấy ăn trong khỏi cái này ha. Để ba để lại đàn bà Trang. Hả?
không gian ở đây thật là đẹp luôn nè, cái nhà mát mẻ dữ lắm luôn. Hấp dẫn quá cả nhà. Hấp dẫn quá. Đúng không? Cái này là bánh ướt ha. Bánh ướt đó hả? Dạ, cái này là bánh nậm nè. Bánh nậm. Còn cái này là bánh bánh bột lọc. Cái này bánh ít trần. Dạ, thưởng thức nha. Cô Thắm thưởng thức trước đi. Khoan, để em chụp hình nó cái đã. Ăn món bánh nậm cả nhà. Cái mâm này có giá 155.000 nha. Mẹ nhớ giúp mỗi người đi ăn bún như vậy. Đây nè. Đây cái mềm giống bánh. Đúng rồi. Không. Bánh gì bánh ú hả? Ngon quá. Thấy cái nước cũng ngon quá đó. Anh thử đi. Hôm qua bánh bột lọc có ăn được đâu, phải ăn chả. Nè, ăn chả luôn. Rất là ngon nha, cái này là bánh ít trần. Bánh ít trần, cái này bánh bột lọc. Ngon ha. Dạ. Mấy này là đúng món của mình. Đúng món của Việt Nam mình nha cả nhà. Mình về Việt Nam mà mình chỉ thích ăn đồ Việt Nam mình à. Cái bánh này thử coi. Hoàng với anh Hùng rất là thích mấy cái món mà Huế gì nè, nhỏ nhỏ vậy á. Cái đó bánh bột lọc. Ở không, cái này bánh ít trần. Đó là thịt heo. Wow, cả nhà. Trời ơi, hết một lượt luôn hả? Chú miệng bự. Không ăn nữa, thôi ngưng đi con. Ngon ha. Cái này là bánh ướt anh. Em nói rồi, sáng mình thức sớm ra chợ Đầm mua đi, em thích lắm. Em nhìn miếng ngon nha, cái nhà em muốn ngón miếng ngon. Ăn ngón đau bụng giống Alex hả? Món cũng ngon. Mì ngon. Bánh bột lọc á, anh thích á. Ngon ha, hết sảy. Ở Nha Trang á, với miền Tây nó khác nữa nha. Ít có thấy rau á, còn miền Tây cái gì cũng rau. À, ăn cái gì cũng có một rổ rau hết, nó ngộ ha. Ở nhà ở miền Tây mình á. Ở miền Tây cái gì, thứ mà đi ra đường ăn là có một đống rau, nói gì chứ. À, lấy em gần hết nè, giỏi quá nè. Đúng không nhỏ? Đúng rồi. Ăn hết. Nha, từ từ nuốt vô. Đây là chả nè ha. Em nghĩ em thích bánh nậm. Bánh này bánh tên gì em? Bánh nậm á. Rồi ăn nguyên cái vậy luôn hả? Dạ. Thì em sắn làm đôi. Cái chừng nó rớt á. Đấy không? Ừ. Ừ. Wow. Mềm mại đúng không? Còn muốn gì nữa nè em? Wow, món cà ri. Ồ, cà ri này có bánh mì. Ồ, bánh mì quá ngon luôn nè. Giòn đúng không? Ồ, cái này thơm lắm em. Đúng rồi. Thấy ăn thơm cái lá chuối á. Bánh nậm mà. Dạ, con ăn đi. Món cà ri này có giá 125.000 nha cả nhà. Ủa mà sao cà ri này cà ri Thái nha cả nhà ha. Cà ri Thái. Cái tiền chiếc con. Chúng gu
nào mới bỏ nó. Cái vị nó vậy luôn hả? Dạ. Nó thơm cái mùi lá gì lá chanh đó. Ok. Chị nào mà đi Nha Trang chơi ghé cái quán này nha. Tên là Ôi Nha Trang, nằm đường 11 Vô Sinh. Không, bây giờ ba ba sẽ ngầu hơn hồi xưa nhiều. Đây là quán ăn tụi Huyền thích nhất từ hôm ra Nha Trang tới hôm nay ha. Không gian đẹp nè, món ăn ngon, phục vụ tốt, mà có cả nhạc sống cho mình nghe nữa. Đúng gu tụi Huyền luôn á. Thì quán này cả nhà nên thử nha. Còn bây giờ thì Huyền tạm biệt cả nhà tại đây. Hẹn cả nhà clip sau. Bye bye cả nhà.